Xin chào các bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay có những giỏ lan rất là đẹp. Đầu tiên đây các bác là một giỏ chồn nhá. Cây rất là xếp như này nhá. Cây cực kỳ xếp luôn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 6 cây nhá, chồn Lai Châu quá nhá. Dòng này thì hoa nó rất là đẹp. Mã số 1 chồn Lai Châu bác là yêu dòng này thì 380.000 đồng cho mã số 1 chồn Lai Châu nhá. Số 2 nhé, mời bác đến với một giò kiều vàng nhé. Kiều vàng, giò rất là đẹp này. Thuần chân dớn này. Mã số 2 kiều vàng 220.000 đồng. Toàn bộ là thân tơ hết nhé các nhá. Mã số 2 220.000 đồng. Kiều vàng. Số 3 này một giò kiều vuông nữa nhé. Mã số 3 220.000 đồng cho mã số 3 kiều vuông. Số 4 nha em, đây các bác một tác phẩm tam bảo sắc nhá. Cực kỳ là lá xếp nhá. Lá rất là xếp luôn nhá. Đây các bác nhìn này. Mã số 4 tam bảo sắc Lai Châu nhá, hoa trắng tím nhá. Dòng lá xếp nhá. Giò này có 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. 7 cây và cây con nữa chưa kể nhá. Chưa kể cây con. Đây khá là 7 cây nhìn rõ như này nhá. Mã số 4 bác là yêu giò này thì 650.000 đồng. Tam bảo sắc Lai Châu hàng lá xếp nhá. Mã số 5 nhá, giò này thì cây còn đẹp hơn này. Các bác nhìn này, cây nó lá rất là xếp này. Mã số 5 bác là yêu giò này thì 700.000 đồng nhá, tam bảo sắc lá xếp. 1 2 3 này, 4 5 6 7 8 cây. 8 cây không có cây con. Hiện tại tạm thời là có 8 cây. Mã số 5 700.000 đồng. Tam bảo sắc lá xếp nhá. Các bác nhìn cây nó rất là xếp như này nhá. Bản lá đang to dần nhá. Cây này còn đang ô, cây này còn đang lá kẻ cơ. 700 chắc không bán được. Ô, cây này lá kẻ tạm thời chưa bán quá nhá. Tạm thời cái này chưa bán. Mã số 5 nhá, một giò kiều trắng tinh này các nhá. Bông trắng muốt này. Đấy. Mã số 5 kiều trắng tinh. Có mặt bông chuẩn chỉ rồi. Bác là yêu giờ này thì 1.200.000 đồng cho mã số 5 nhá. Kiều trắng tinh nhá. Đây em lên bác một siêu phẩm đây. Bác nào chơi siêu phẩm không? Một mẹ 5 con, lá ngắn nhá. Đây. Lá của nó lá dài nhất 18 cm thôi. Lá cái này là dài nhất 18 cm nhá. Một mẹ 5 con. Cây mẹ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cây mẹ là 17 cặp lá nhá. Bản lá rất là ngắn luôn. Quay xem này. Lá cực kỳ là ngắn luôn nhá. Dài nhất là 18 cm thôi. Còn toàn 14, 15 cm đấy nhá. Một mẹ 5 con nguyên bản. Bắt đầu sưu tầm giò này thì 2.500.000 đồng nhá. Tam bảo sắc lá ngắn nhá. 2.500.000 đồng. 2.500.000 cho mã số 7 nhá. Số 8 một giò đùi gà tròn Lai Châu như này nhá, mã số 8. 400.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu cho mã số 8 nhá. 400. Số 9 là một giò tóc tiên hương dừa. Mã số 9 200.000 đồng tóc tiên hương dừa. Hoa đỏ au quá nha. Hoa rất là đẹp. Số 10 nha là một giò kiều dẹt nha. Dòng kiều dẹt thì nó rất là hiếm. Mã số 10 kiều dẹt 500.000 đồng nha. 500.000 đồng cho mã số 10 kiều dẹt. Tiếp theo là một sản phẩm đó là nhạn 4L nhá. Dòng này lá cực kỳ là xếp. Cây này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cặp lá nhá, nhạn 4L nhá. Bản lá úp thìa nhá. Mã số 11, 650.000 đồng, nhạn 4L cho mã số 11.
Số 12 nhá, Mitsu rồi các bạn này. Mitsu này. Mã số 12. Nhãn 4L nhá, Mitsu nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cặp lá mã số 12. 650.000 đồng Mitsu các bác nhá. Mitsu nhãn 4L cho mã số 12. Số 13 nhá, em lên một siêu phẩm nữa nhá. Dòng lá xếp này. Một mẹ hai con. Lá cực kỳ là xếp. Tam bảo sắc Lai Châu hoa trắng tím nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 cặp lá. Đó là sưu tầm rồi thì 1 triệu đồng nhá. 1 triệu đồng cho một cây tam bảo sắc xếp rụt này nhá. Cái mã số 14. Số 15 nhá, một giò kiều vuông này nhá các bác nhá. À kiều mỡ gà. Mã số 15 kiều mỡ gà thân vuông đét này. Hoa thì vàng óng các bạn, hoa vàng óng. Mã số 15 bắt đầu sưu tầm giò này thì 400.000 đồng nhá, kiều mỡ gà. Cho mã số 15. Số 16 nhá, là một giò kiều vuông thần tỏa mập như thế này cơ mà. Mã số 16 bắt là sưu tầm giò này 250.000 đồng cho mã số 16 kiều vuông nhá. Kiều vuông rừng thân thủ nhá. Mã số 16. Mã số 17 là cái này là mã số 17 cái gì nhỉ? Em còn đang quên tên. Cửu Bảo Tiên các bác nhá. Mã số 17 Cửu Bảo Tiên. Hoa phải nói là nó cực kỳ là tím đậm, đỏ đậm nhá và rất là thơm. Mã số 17 350.000 đồng cửu bảo tiên. Vẫn là cửu bảo tiên nhá, mã số 18 hai cây như này. Cũng 350.000 đồng. Cho mã số 18 cửu bảo tiên. Số 19 nhá, là một giò này là kiều tím yên tử, mã số 19 350.000 đồng. Kiều tím yên tử mặt hoa thì cực kỳ là tím và bảo hành mặt hoa tuyệt đối quá nhá. Mã số 20 cũng là một giò kiều tím yên tử nữa, cũng 350.000 đồng. Cho mã số 20 kiều tím yên tử. Số 21 các bác nhá. Đùi gà chớp các bác nhá. Dòng này thì cực kỳ là hoa đẳng cấp. Mã số 21 500.000 đồng nhá. Đùi gà chớp. Mặt hoa rất là hiếm đấy các bác. Mã số 22, một giò đùi gà chớp nữa. 750.000 đồng cho mã số 22 đùi gà chớp. Giò này có 8 thân nhá, đùi 46 8 thân. Cho mã số 22 750. Tiếp theo mời bác đến một siêu phẩm kiều vuông nhá. Trụ này cao 1m3. Trụ này cao 1m3 nhá. Và ghép 4 chung quanh. Chắc phải đến hàng nghìn thân ngoài các bạn. Hàng nghìn thân đấy. Trụ này nó là kiều vuông rừng các bác nhá. Bác nào sưu tầm giò này thì bán rẻ cho bác là 2.500.000 đồng. Kiều vuông rừng. Ghép trụ dớn cao 1m3 và ghép 4 chung quanh. Đường kính gốc của nó là 20cm nhá, ở trên thì chắc còn 10cm thôi. Cao 1m3. Còn đây là một siêu phẩm đùi gà tròn. Một siêu phẩm nhá. Chắc phải lấy cho các bác xem. Các bác dễ hơi khó lấy đấy. Siêu phẩm này nó hơi to các bác ơi. Đây các bác nhá. Ghép 4 chung quanh nhưng nó chỉ được 3 mặt thôi. Được 3 mặt là ok. Còn mặt sau này thì kém hơn tí. Bao lâu sưu tầm giò này thì 4 triệu đồng nhá. Đây cua. Ủa. 4 triệu thôi các bác nhá.
mà sau nó kém hơn một tí nhá. Đại khái là được 3 mặt. 3 mặt đẹp như trong tranh nhá. Đấy. Mặt này thì chắc tầm 1-2 tháng nữa thì nó cũng lại như thế đâu. Chắc mất tầm 2 tháng nữa thì mặt sau của nó cũng lại như mặt trước. Chủ này bắt đầu sưu tầm thì 4 triệu nhá. Bởi vì nó quá là đẹp. Nó là tác phẩm có 102 các bạn. Hiếm có, khó tìm. Toàn bộ là thân tơ hết các nhá. Trụ này toàn bộ là thân tơ hết nhá. Nó quá là VIP luôn nhá. Nó không phải là dễ kiếm một cái tác phẩm như vậy nhá. 4 triệu các nhá. Toàn bộ là thân tơ, đùi gà tròn lai châu. Mặt hoa của nó thì vô cùng là đẹp nhá. Và là sưu tầm thì cần xem lại thì có thể kết nối Zalo với em nhá. Nhưng mà em quay như này em nghĩ là quay cũng rất là kỹ rồi. Tác phẩm này nó rất là hiếm có, khó tìm. Mã số 25 nhá. Một giò sơn thủy tiên hồng đen nhá. Trụ này nguyên dài, bắt đầu sưu tầm giò này thì 1.800.000 đồng nhá, sơn thủy tiên hồng đen. Mã số 25. Số 26 là một giò quế lá nhân này. Lá nhân tít này. Đấy. Đang hai vòi hoa nhá. Cây con của nó vẫn đang nhân nhá, cây con cũng đang nhân nhá. Bắt đầu sưu tầm giò này thì 2.300.000 đồng nhá, quế lá nhân. Cho mã số 26. Số 27, một giò tam bảo sắc cực kỳ là đẹp này nhá. Mã số 27, tam bảo sắc lai châu hoa trắng tím. 450.000 đồng cho mã số 27, tam bảo sắc lai châu. Số 28 nhá, một giò phi điệp vàng nhá. Ôi lụ của nó này. Thân này nhiều lụ chưa này. Lụ to bằng đầu đũa này. Có 7 thân thôi nhá, 7 thân. Thân này sưng lụ to. Nghĩa là thắt hết ngọn rồi. Có lác đác, có thân, có lụ. Đây lụ này. Hai thân lụ to này. Ba thân lụ to này. Tạm thời là mới nhìn thấy 3 thân lụ to, còn 4 thân là mới sưng lụ rồi. Thân dài của nó 1m2 các bác ơi. Thân dài của nó 1m2. Bao nào sưu tầm giò này thì 480.000 đồng nhá. Cho mã số 28. Số 29 nhá, một giò sóc Lào này. Sóc này thì nó hoa nó vô cùng tím các bạn. Mã số 29, bác là sưu tầm giò này thì 750.000 đồng. Hoa cực kỳ là tím luôn nhá. Cho mã số 29, sóc Lào.